Verse hết hai tuần của Work From Home. Đây là câu hỏi của bạn Trung về Work From Home mình setup như thế nào. Đây có thể là mình phải tí cho lo ra luôn. Để giải thích từng món của Work From Home. Thì à, trước khi Work From Home mà đã mẹ dọn ở trên này rồi. Đây là cái đồng hồ Amen phát nhạc. Một cái bể cá 80, có 8 con cá, trong đó 6 con trắng đỏ, 1 con màu đen, 1 nâu, 1 con mũ hoa. Mũ hoa thì một mặt mũ hoa, một mặt vàng. Đây là hai cây quất từ đợt Tết, lọc đèn. Tối lên ngồi là... Đây là ghế thảm, mấy ghế từ chỗ sofa, hai ghế sau để ngồi ấy rồi, hai cái tì tai. Còn đây là cái để trong máy tính thôi. Máy tính thì máy tính công ty, chùa Kulan, bát chuẩn đế chế. Trước khi đợt Tết này thì cũng có, trước cái đợt Work From Home này thì cũng có set up cái này cho con tranh, có sen. Cá bảy màu, nhìn đồ đúng không? Cốc đại đoá, không phải lớn mà cây quét dọn sân vườn. Đây là cái cây sung. Góc của phòng hôm nay. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2020. Một ngày rất đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Đó là chúng ta bắt đầu theo thực hiện cách ly xã hội theo nghị định, theo thông tư 02 của Bộ Chính phủ. Hôm nay là ngày rất đặc biệt. Sẽ là một cái message ngắn thôi, gửi đến cho mọi người. Thật ra không hẳn là mọi người, chắc cái này chắc có vài thằng nhân viên con mình có thể xem. Đời anh trải qua hai cái ngày đặc biệt kiểu như này. Ngày trước ấy là cái ngày khoảng tầm cũng khoảng tầm tháng 4 này, năm 2008. Anh rất nhớ ngày đấy, ngày đấy. Nó là ngày rất là buồn cười. Anh còn nhớ là hôm đấy anh còn nhớ ngày hôm đấy như nào. Cái ngày khoảng tầm đầu cũng khoảng tầm tháng 4 năm 2018 này thì nước mình ra một cái lệnh, đó là bắt đầu toàn dân phải đeo mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đấy là một cái rất là hay. Đầu tiên mọi người, ông mấy anh còn nhớ, tức là cái khi nó ra cái lệnh này nó cũng xôn xao mọi người lắm, rất xôn xao luôn. Rồi mọi người cũng tìm cách lách liếc. Rồi hôm ấy buổi sáng hôm đấy là anh nhớ là anh dậy đi học, rồi anh vẫn đạp xe đi học đến trường Trần Phú như bình thường thôi. Anh còn mang theo máy ảnh đi để đứng trên cầu Long Biên chụp xuống. Kiểu ngày hôm nay là một ngày khác ấy, mọi người sẽ bắt đầu ra đường đúng bảo hiểm, không còn như ngày xưa nữa, kiểu đấy. Anh vẫn giữ cái ảnh đấy, mặc dù không có nhiều người xuất hiện trong ảnh lắm, vì anh đa phần đạp đi làm, đạp đi học thì đạp rất là sớm, không có nhiều người lắm, nên anh vẫn nhớ ngày đấy. Là lúc ấy nó có hai trường hợp nó xảy ra này. Một thì là những ông mà tuân thủ thì không nói làm gì, mua mũ, nhớ đợt đấy mũ bảo hiểm ngày xưa, đợt đấy lúc mà nó mới ra nghị định ấy đắt vai, toàn kiểu 200 đấy to lắm, toàn kiểu 150-200 một cái. Rồi mãi ở sau nó có nhiều thế hệ mũ phách trong cái thời trang thời thượng hơn, nhưng mà ngày xưa đấy là một cái gì đấy nó rất là, mọi người sẽ đều bàn tán nó rất là nhiều. Có những ông thì hay bày ra những cái lý do vớ vẩn để không được đội mũ, như kiểu là em bị nấm đầu, em các thứ em quên mũ rồi, em lý do đi chấu nhưng em không đội đấy. Thì nó là con người thôi, sẽ có mỗi khi một cái sự kiện gì đó nó diễn ra về mặt toàn quốc ấy, là mọi người sẽ phản ứng với nó theo những cái khác nhau. Và ngày hôm nay cũng thế, ngày hôm nay là bắt đầu 15 ngày cách ly xã hội. Thì đối với có những người thì đấy, như bọn em có những người như học sinh sinh viên thì đã nghỉ quá lâu từ Tết đến giờ, đến ngày hôm nay là ngày 6 mấy rồi. Có những người đi làm thì có những công ty nước ngoài thì tao chấp thuận luôn, cũng đã cho nghỉ cách đây 1-2 tuần trước rồi.
có những công ty thì lân mân vẫn chưa nghỉ, công ty anh là một điển hình, còn lại khá là có những người muốn nghỉ và có những người không muốn nghỉ, có những người không muốn nghỉ tiếp và có người thì vẫn muốn nghỉ. Thì nó cái đấy chỉ là phản ứng thôi. Cái có anh có một cái ví dụ ví võ rất là hay mà nó thể áp dụng đến cho toàn bộ lĩnh vực mà bọn em gọi là nghiên cứu. Đó là cái câu anh vừa dẹp quá vãi luôn. Đó là cái câu chuyện về việc đi đến bãi biển. Giả sử như mình học một cái gì đấy, giả sử như em làm một công việc gì đấy thôi, giả sử như em học về toán hay là em đi đánh bóng rổ hay là em chơi game hay là bất kỳ cái gì đấy, hay kiểu em đi làm kiếm tiền đấy, khi mà em để bắt đầu tiến em coi em cái lĩnh vực ấy đối với em là một cái bãi biển và sẽ có rất nhiều người đến, sẽ có người đến bằng ô tô, có người thì nhà gần bãi biển, có người thì phải đi rất xa từ tỉnh này tỉnh nọ đến. Thế, nhưng mà bắt đầu từ điểm đấy là mọi người đấy như người đều xuất phát và từ đấy mọi người phải bơi và cái biển nó sẽ rất là dài, đại dương thì mênh mông bao la. Cái hàm ý của cái concept đấy có nghĩa là khi chúng ta gặp nhau ở điểm xuất phát không có nghĩa là chúng ta có cùng một cách thức đến, và cái cách thức đến đấy chính là cái gọi là cái tài năng, cái thiên khiếu của em. Ví dụ như là cái thằng mà đấy, quay lại cái chuyện bãi biển đúng không, cái thằng nhà gần thì đấy, nhà nó như kiểu ra sân bóng ấy, thằng nhà gần thì lúc nào cũng ra sân bóng sớm bởi vì nó cũng không cần phải dậy sớm, nhưng có những thằng nhà xa phải đi từ 6 giờ 7 giờ đấy. Ngược lại thì đó là vấn đề năng khiếu, có những người vào thì biết chơi luôn, chơi rất nhanh bởi vì là ngày xưa nó đã từng làm một cái gì ấy rồi, có những người thì không được như thế. Nhưng mà cái từ cái điểm đấy đi lên tiếp ấy thì nó lại là câu chuyện khác, đó là câu chuyện là ông phải cố gắng, ông phải bơi tiếp, bơi tiếp. Chứ lúc đấy những cái gì mà khiến ông mang đến bãi biển rồi nó không còn nhiều lý gì hết. Tương tự vấn đề dạy con, cho con nhiều tiền thì con có thể gì đấy, một cuộc sống đàng hoàng bạn bè hơn, nhưng mà khi con ra đời thì nó có chuyện hoàn toàn khác. Đó là sự bản lĩnh của con, cái lập trường của con, cái độ vững vàng của con trước mọi sóng gió, các cám dỗ của cuộc đời. Thì again nó là hai phía của câu chuyện thôi. Thì quay lại với cái câu chuyện về cái vấn đề kể rông dài thế, là để quay lại là cái message chính của anh muốn gửi cho mọi người cái đợt mà Covid này. Thật ra đây là một cái dịp rất là lạ, một cái dịp là xưa nay hiếm. Gần nhất cái dịp này thì là cái dịp cúm Tây Ban Nha đúng không? Còn SARS hay là MERS thì là nó là cái quy mô là không rộng bằng rồi. Bây giờ mọi thứ là nó hơi hỗn loạn, thì thật là hơi hỗn loạn một chút. Đặc biệt là những người đi làm thì nó sẽ ảnh hưởng vào đồng lương của mình. Thì anh không biết là sau cái đợt này nhá, khi cái dịch bệnh nó xong rồi, hoặc có thể nó không xong, có thể là tầm trong 6-7 tháng nữa, khi anh nghe lại những lời anh nói này thì anh không nghĩ là ồ đi mẹ tùng, mày nghĩ đúng vậy luôn, hay là ồ đi mẹ ông, mày ông nghĩ sai con mẹ, nhận định sai con mẹ. Thì đấy cũng là một cái bài học của những người sử gia mà anh hay đọc sách về sử, thì người ta cũng hay có suy nghĩ đấy. Quá khứ nó mang tính chất là lặp đi lặp lại, và mọi người có thể chính vì học những bài học trong quá khứ ra ấy, thì sẽ giúp mà mình phát triển hơn rồi cái thứ đúng. Nhưng mà bản thân những người làm sử ấy, thì rất hay suy nghĩ về cái vấn đề này. Ôi xót bánh quá. Bản thân những người làm sử ấy, thì rất hay suy nghĩ về cái vấn đề rằng là liệu những cái gì mình nghiên cứu từ sử nó có thực sự là ra vấn đề gì không ấy? Nó chỉ là đọc lại những tình huống đã diễn ra rồi, chứ đâu nó gọi là gì, chứ không có mang nhiều tính chất về tiên đoán tương lai. Chứ ai mà biết được tương lai thì người ấy quá giàu, chỉ cần chơi lô chơi đề thôi đã biết được tương lai, nó chả giàu, chả cần nói đến về chứng khoán hay là vàng hay là đô đồng hay là gì đấy. Ở tầm tiền bọn anh hay là đội hút già ấy, thì mọi người sẽ bắt đầu quan tâm đến vấn đề là đầu tư ở đâu. Thì đấy là câu chuyện của mỗi người. Ở thời điểm hiện tại mà nói thì để có kinh doanh thì sẽ rất là khó, bởi vì đấy mọi người đang vướng vùng này thì ai kinh doanh gì đâu. Thì mỗi người có một lập trường quan điểm
và quan điểm của anh lựa chọn thì chắc không nên nói ra. Nói ra sẽ khiến mọi người suy nghĩ. Rồi, bỏ qua vấn đề này. Chứ là anh có một lựa chọn của anh. Mọi người có lựa chọn mọi người. Cái thời điểm mà anh đánh giá là thời điểm mà crunch time giống như trong bóng rổ em. Thời điểm ra một quyết định rất quan trọng, quyết định là kiểu nên chuyền hay nên ném hay là nên lên rổ ấy, kiểu thế. Thì hy vọng là mọi người và túi tiền của mọi người sẽ sống sót qua đợt này. Hiện tại chính phủ đang có rất nhiều cái thông tin là cắt giảm và các thứ, là những cái điều ấy rất là tiêu cực đến túi tiền của mọi người. Đây vừa là cơ hội làm giàu. Cái cơ hội làm giàu thì chưa chắc. Cơ hội làm giàu thì chưa nhìn thấy đâu. Cơ hội làm giàu là do tùy góc nhìn, tùy cái vision của mỗi người. Những câu chuyện bị nghèo đi thì về chính phủ đang thắt vào thì đó là câu chuyện của mọi người. Và vấn đề thì chung, còn về giải pháp thì tùy ông, tùy từng người, tùy năng lực từng người có nhìn ra không, có tìm ra không. Còn với tổng thể mọi người nói chung ấy, nhiều những người trẻ hơn mà đang bị nghỉ phép nhiều, nghỉ dài hạn nhiều, thì anh có lời khuyên là thật ra kể cả anh thử cho anh luôn, thật ra nếu mà anh được 15 ngày nghỉ cách ly 100% ấy, thì điều anh làm sẽ là anh khắc phục cái điểm yếu nhất của anh. Và điểm yếu nhất của anh là anh muốn dạy con tranh tốt hơn. Anh muốn dành 15 ngày để cho con tranh. Có thể 15 các em phải hiện tại ấy là nói chung là anh cảm nhận được thôi. Bởi vì là bọn em sống cùng công nghệ thông tin ấy. Bọn em sống trong cái thế giới gọi là thế giới ảo. Và thế giới ảo ra nó là có hai thế giới, nó theo cái quyển lịch sử ấy, nó có hai thế giới. Mà tại sao con người nó lại làm chủ động vật sau hàng nghìn năm chứ không phải là con hổ hay là con rắn? Nó có lý do hết. Bởi vì con người có một cái lòng tin và con người có sự hợp tác làm rất rất là cao. Ví dụ đơn giản nhé, con người là giống tinh tinh đúng không? Giống tinh tinh ấy, em nhét 10.000 con tinh tinh vào trong sân vận động ấy thì rất là phá, rất là rối. Nhưng em nhét 10.000 con người vào trong sân vận động vẫn chả vấn đề gì cả. Mọi người đều vận hành tấp 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 tấp, đều tận hưởng vào trận đấu và một bóng đá chung. Đó là cái sự khác biệt giữa con người và con vật. Con người riêng là trong cái sự phối hợp nhóm ấy, nó còn có hai yếu tố phối hợp nhóm. Một là yếu tố phối hợp nhóm gì đại khái là nó phân tách ra là con người có kỹ năng phối hợp nhóm rất là tốt mà các con vật khác không ai học theo được. Đó là một, anh quên mất cái đoạn đấy. Còn cái thứ hai ấy là con người hay có niềm tin. Cái niềm tin này rất nguy hiểm, vừa nguy hiểm và quan trọng. Thật ra nhé, ví dụ mọi người đi làm ở tập đoàn là để kiếm tiền. Tiền chính là một cái niềm tin. Ví dụ như là bảo nó đổi với một con khỉ khác là bây giờ ta đổi mày một tờ giấy và mày đưa tao 10 quả chuối nhé, chắc chắn là béo, giấy của mày có ăn được đâu. Giấy ở đây chính là tiền. Tiền chính là một công cụ đưa trao gán đổi niềm tin và trao đổi vật với vật. Có khi nó chỉ đổi một quả chuối lấy một quả dừa thôi, chứ nó không bao giờ nó đổi ra kiểu như là đưa một tờ tiền rồi lấy một tờ tiền đấy để đổi thành 10 quả một quả dừa. Thì tựu chung lại thì rằng là con người sống ở trong hai thế giới, một là thế giới thực tại, hai là thế giới tưởng tượng. Tưởng tượng đây bao gồm cả tôn giáo, cả chính trị, cả tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái tưởng tượng này nó vừa là xấu vừa là tốt. Tưởng tượng này nó làm cho con người sống tốt hơn rất kỳ. Ví dụ nhá, cái đơn giản là cái gì, cái luật nhân quyền của bọn em thôi. Mọi người cứ khi nào gặp bất công thì hay kêu ông trời, hay là kêu cái này vi phạm luật nhân quyền. Thế làm gì có luật nào luật nhân quyền. Con người chỉ là một giống tinh tinh, và từ giống tinh tinh đấy thì về bọn nó đánh nhau, về bọn nó thích cái đeo được. Ông ấy, khi ông bị nhốt, ông bị đánh rồi, ông như con vật rồi, thì ông làm gì còn nhân quyền. Nhân quyền là gì? Nhân quyền chả là gì. Nhân quyền chỉ là một cái dao kèo giữa người và người, một cái tiệu chung chung. Và mọi người tin rằng là đấy là nhân quyền, đấy là quyền cơ bản của con người. Nhưng mà ai sẽ cho con người cái quyền đấy? Chả ai sẽ cho con người cái quyền đấy. Chả có chúa nào, chả có gì cả. Chỉ có là người xét với người như thế, người đồng ý với người là như vậy.
chứ kiểu con rắn làm gì nó biết nhân quyền này, con sư tử làm gì có biết nhân quyền này. Nếu mà bọn nó bảo luật nhân quyền như thế thì con bò sẽ kiện đầu tiên, hay là con lợn sẽ kiện đầu tiên, hay con gà cũng thế. Bởi vì làm sao loài người nhân giống mẹ bọn tôi chỉ để ăn thịt bọn tôi, làm gì có nhân quyền của bọn tôi đâu. Nhân quyền của bọn tôi đâu, bọn tôi muốn được ăn ngon, bọn tôi muốn được uống nước, bọn tôi muốn đẻ trứng ra là được nuôi con đứa con đấy. Nhưng mà bọn ông toàn lấy trứng của bọn tôi là bọn ông giết người à? Bọn ông giết. Thì lan man thế, nhưng mà ý là nói về câu chuyện là thế giới thực tại và thế giới ảo. Bây giờ về vấn đề thế giới thực tại ấy, thì mọi người đã biết đấy, đã bị lockdown rồi, hết rồi. Nếu mà mình cứ miên man mãi ở trong cái thế giới ảo ấy thì nó rất nguy hiểm. Cái tưởng tượng nó rất nguy hiểm, là nó cứ trôi qua ngày đoạn tháng thôi. Xem phim nhiều quá thì đến lúc nó cũng sẽ chán, lên Facebook nhiều quá đến lúc nó sẽ chán. Não con người hoạt động theo hai cơ chế, một là cơ chế ngắn và hai là theo là một gọi là cơ chế ngắn và cơ chế chậm, à cơ chế ngắn và cơ chế nhanh. Thành ra những cái luồng thông tin mà em đọc ấy nó gọi là cơ chế nhanh, kiểu nó cứ lướt qua. Thật ra bây giờ nhá, mấy cái ứng dụng như kiểu Instagram, Facebook ấy nó sinh ra để dành cho cơ chế ngắn, kiểu em lướt ảnh, hay là kiểu Tinder quay. Nó không phải là cái tốt đâu nhá, nó không phải là cái tốt, nó rất attractive, nó như kiểu là một cô nàng sexy mà tôi muốn phang ngay ấy. Nhưng mà cô nàng sexy ấy rất nguy hiểm khi cô nàng ấy là vợ, vì làm sao, một thì mẹ nó sexy quá, nó cứ đi gợi ra thế thì mẹ nó sẽ bị mẹ một thằng khác nó sẽ mẹ bem anh hỏi hai phút gia đình. Hai là nó mẹ chả làm cơm làm nước, nó chả trông con chả trông kia, cuối cùng thì mẹ mình phải làm nó mẹ đấy. Những cái gì mà hấp dẫn quá mình phải nên đặt câu hỏi lại và nên hạn chế nó thôi. Trong cái mấy cái luồng mấy cái bài báo nói về cái vấn đề cách ly ấy, anh thấy cái hay nhất là đem nên lên một cái kế hoạch cho bản thân mình, từ ngày nào giờ này làm cái gì. Bên cạnh đấy là biết là mình sẽ có nhiều free time hơn rồi thì nên đầu tư cái free time đấy vào một cái lĩnh vực nào đó nhất định. Ví dụ nhiều làm ảnh hay là quay phim mà, thì free time đấy có thể bây giờ không đi quay được, không đi ấy được, thì mình sẽ đi học về cái đấy, học về cái kỹ thuật nào mình đang thấy mình thiếu, hay là học một cái để update cái đó. Là cái thế giới mạng bây giờ ấy, nó có quá nhiều thông tin, nhưng mà bản thân mình nếu mà anh em khác nhìn lại, kể cả anh nhìn lại anh bản thân anh nói thế, bảo là mình chưa học được nhiều từ đó, mình chỉ dừng ở mức độ là biết là inform thôi, chứ còn chưa dừng lại mức độ là mình đào sâu kiến thức hay gì. Mặc dù mình có cơ hội mình cũng không làm, cái đấy là một cái phải tự nhìn lại bản thân và mình thấy là mình phí thì sẽ tốt hơn. Nên là nên em nên có một kế hoạch trong ngày hoặc là vào kế hoạch theo tuần, vì hiện tại giờ thông tin dịch bệnh nó update theo tuần, đó là tuần này bao nhiêu người không biết là mai sau như nào mà. Thôi thì đầu tư vào đâu thì thứ nhất là cứ đầu tư vào đầu và thân mình là tốt nhất. Từ cái đầu mình mai sau mình có cơ hội phát triển mình sẽ đi làm cái khác. Chứ tiền mà ở thời điểm hiện tại tiền rất nên hạn chế và cực kỳ hạn chế, nên mua về cái đồ như về cái đồ kiểu thời trang thời trước là rất nguy hiểm. Vì thật ra mua quần áo về tan cái đéo đâu, mua giày đẹp bây giờ còn có ra sân đường đâu, chả làm được gì được cả. Đấy là chỉ có là rèn giũa cái não của mình, cái kỹ năng là mình thấy mình yếu thì mình nên tập trung vào, thì anh nghĩ nó sẽ ổn. Và quan trọng nhất là sau một cái mùa này khi quay lại giảng đường hay quay lại gặp mọi người ấy, em lại thấy là mình phát triển at least ở một kỹ năng nào đấy hoặc là một dự án nào đấy, như kiểu là giảm béo, nó có rất nhiều cái giảm béo sau mũi, tập ném phạt, tập chống đẩy, cái gì làm daily nó đều tốt hết. Nhưng mà mình có một kế hoạch đặt ra từ đầu, mình có một cái đầu tiên là mình có một cái mục tiêu, từ mục tiêu mình xây dựng lên. Anh chỉ khuyên là em nên có chọn tầm 3 mục tiêu thôi, từ 3 mục tiêu đấy em xây dựng cái kế hoạch hành động kiểu action plan cho cái mục tiêu đấy, thế là hết cả ngày của em rồi. Và dĩ nhiên em vẫn xem phim, em vẫn các thứ, nhưng mà ít là mọi thứ cảm giác nó on track. Còn hơn là kiểu cảm giác mọi sáng thức dậy kiểu mông lung, chẳng biết mình làm gì hôm nay, xong rồi lại lên search mẹ Netflix tầm 10-15 phút, xong rồi lại chọn được một phim ngáo ngơ xem được có 5-10 phút lại tắt đi, lại lên YouTube hoặc là lên Facebook xem cái vớ vẩn, xong rồi vào chơi game. Những cái đấy đồng ý, nó như kiểu những cái viên kẹo ngọt ấy, ăn thì rất là sướng, cái như kiểu cô gái sexy ăn lại rất là sướng.
nhưng nó chả để lại cho em cái gì, kẹo ngọt chỉ để lại cho em mẹ mày vỡ bụng béo sướng mồm. Còn lại khi em làm mấy cái việc đấy, thực ra bản chất của việc học ấy, khi em đi học cũng thế, em đi học là em cảm nhận được cái vị đắng, tức là phải kiểu ép mình, ép cái đầu của mình phải làm việc, em cảm giác nó rất là phải chán, là kiểu nếu muốn vào thi thoảng lắm nó mới vào được cái mình thích ấy, thì mình mới cảm giác nó mới quấn. Còn lại nó không như cái kia nó là những viên kẹo thì lúc nào nó cũng ngon, xem phim lúc nào cũng sướng, xem YouTube lúc đéo nào cũng sướng, không sướng thì chuyển khác thôi, xem chơi game lúc đéo nào cũng sướng, không sướng thì chuyển game khác chơi đấy. Thì cái kia học như thế, khi em học như thế mình thấy rằng là mình cảm giác mình đang on track, mình đang kiểu là đi cùng với bạn bè, rồi mình đang kiểu như là được thầy cô ghi nhận là đang cố gắng lên, là đang biết thêm cái gì đấy mới, rồi đôi khi cái mới đấy nó cũng chả giải quyết được vấn đề đéo cả, nhưng mà cái mình kiểu là nghĩ là mình đang di chuyển, mình đang vận động chứ mình không được im, cái đấy cũng là một cái quan trọng. Thì cái message của anh muốn gửi cho mọi người hôm nay chỉ ngắn gọn đấy thôi, không có gì cả. Rồi anh hy vọng là mọi người không mất nhiều tiền trong túi, không ra những quyết định tài chính sai lầm. Anh hy vọng là mọi người có kế hoạch và đặt ra có mục tiêu và đặt ra kế hoạch để đạt được cái mục tiêu đấy, để cho cái quãng thời gian này nó không bị lãng phí. Đấy cũng là một cái gọi là cái thế giới ảo của anh. Cái thế giới ảo của anh nghĩa là kiểu là anh muốn mọi người sống tốt, tích cực, cái quãng chờ mọi thứ im ắng, settle down rồi chúng mình cùng vượt qua. Chứ bây giờ quả thật là rất là khó, không biết nói thế nào là đúng và thế nào là sai. Và gửi đến cho hai con về cái câu chuyện lúc ban đầu, cái câu chuyện về cái bãi biển ấy. Anh cái câu chuyện này rất là hay, bố thấy câu chuyện này rất là hay ở thời điểm hiện tại đấy. Và cái câu chuyện của Tranh cũng thế, bố clarify lại thì hiện tại thì đấy, đáng ra bố mẹ nên dành thời gian nhiều hơn cho con. Hiện tại thì vẫn thấy nó cũng ổn ổn, mà con cảm giác bố cảm giác hơi chậm hơn so với bạn bè cùng lứa một chút, nhưng cũng không vấn đề gì lắm, chưa đến lúc vấn đề lắm. Vì cũng có thể là vì là khi con sinh ra mới được ba tuổi ấy, thì bố mẹ đã có em Cam rồi, nên là cái sự san sẻ chú ý nó cũng không còn được tốt lắm, nhưng mà bố nghĩ chắc vẫn ok thôi. Bố rất hy vọng là bố được nghỉ 15 ngày để dành thời gian cho con. Và nếu mà có nghỉ được 15 ngày, việc đầu tiên mình làm đó là mình 100% bỏ đi về cái sống ảo ấy, thì bỏ hết Facebook này, mình đéo dùng Facebook, nó chỉ đi về, nó chỉ làm cho mình được cảm giác qua ngày đoạn tháng thôi. Còn khi mình bỏ hẳn cái ra phát ấy, mình cực kỳ sống thực với hiện tại luôn, cảm giác enjoy cuộc sống hiện tại một cách hoàn toàn ấy. Vì thực ra anh từng làm đấy nhiều lần, anh biết nhiều lúc cảm giác Facebook nó mang lại nhiều cái, nói chung Facebook hay là dùng mấy cái mạng mà mọi người liên kết với nhau ấy thì nó cũng có cái tốt, đôi khi kể những câu chuyện phiếm phiếc nhưng nó cũng có cái dở, cái gì lúc cũng chả biết nói gì, nhưng mà cũng phải kiểu nói ra cho nó đỡ buồn mồm, nó đỡ buồn tay, đỡ ngứa mắt, đỡ ngứa tay. Còn mấy cái thông tin trên đấy nó không có gì mới cả. Nếu mà người để ý là Facebook nó đã khoanh vùng hết cho bọn trong mỗi user. Nếu ông thích đọc cái gì, ông thích thiên hướng ông like thì xem, thì nó sẽ chỉ hiện mấy cái tin như thế thôi. Ví dụ như là tưởng của anh nó sẽ hiện lên toàn mẹ cá cung, rồi mẹ chạy anh quanh với cái mình sở thích đấy. Tưởng mọi người chắc lại hiện lên bóng rổ, rồi mẹ mấy con mẹ streamer, mấy con mọi người thích, con hot girl, mấy cái ngành nghề đặc thù rồi đấy, nó khoanh vùng hết rồi. Thành ra là nó như cái vòng tròn, mình có thoát ra được cái vòng tròn đấy đâu. Thành ra cái đầu mình nó chả phát triển hơn được đéo. Đấy là cái điểm rồi. Ngày đường dài là phải tranh thủ. Đấy. Mặc dù biết là đi về 2 tuần rồi là nợ với tự tập bóng rồi, nhưng mà đi về vẫn chưa làm được. Không hẳn là vì Covid đâu mà đi. Không hẳn là vì về đá bóng rổ nữa thì đéo làm, nó không hẳn là vì không phải. Mà về thực ra đúng là một là vì lười. Đã làm được một cái đến 70-80% rồi mà đéo làm nó cứ lười thu âm. Mà cái ấy nó dài rồi đấy, cái pocket phải chạy, không nghĩ là nó phải phức tạp đấy. Cảm giác nhiều cảm giác khi mà mình làm cái edit một clip nó chưa đến tầm, chưa muốn release ra. Còn
còn còn tầm hai câu hỏi nữa thì lại hơi khó trả lời. Bản thân mình này nó là câu hỏi hơi mờ. Ok, sẽ cố gắng. Chắc tuần này, chắc hôm nay, chứ không phải tuần này, hôm nay ra luôn. Hôm nay ra cái chạy bộ luôn. Giờ đi về lấy một ca chưa mà chạy bộ. Giờ ngược lại thì phải ra hai cái cùng lúc. Thay đổi mới đi. Thì kiểu là mấy thằng bán đồng hồ ấy nhỉ. Một cười vậy. Anyway, anh hy vọng mọi người ổn. Anh lại tưởng tượng sống ở sự hy vọng mọi thứ ổn, hy vọng mọi người tốt.